Từ 0 giờ sáng ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay. Từ 3 ngày nay, cả người dân và chính quyền đều tất bật chuẩn bị cho 15 ngày sắp tới, ai ở đâu ở yên đó để phòng dịch. Đáng chú ý, thêm thuốc về thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, từ 0 giờ sáng nay ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh bước vào đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt, đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố, ấp cách ly với khu phố, ấp. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 310 tổ công tác gồm các lực lượng quân khu 7 tăng cường để hỗ trợ vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà và đi chợ thay dân trong thời gian tới. Lần này, ngoài lực lượng quân y tham gia chuyên môn y tế, góp sức cho điều trị, quân đội sẽ tham gia vào gói an sinh cung cấp thực phẩm đến từng nhà, tổ chức tuần tra, tuyên truyền đến từng ngõ ngách. Thông tin rất đáng chú ý từ nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, một lô thuốc kháng virus theo Bộ Y tế là có tác dụng giúp giảm nhanh nồng độ virus trong cơ thể người bệnh, với số lượng 2,5 triệu viên đã được mua phục vụ người bệnh COVID-19. Thuốc đã thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Ấn Độ cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày dùng. Tại Việt Nam, thuốc đã được sử dụng thí điểm trong chương trình điều trị có kiểm soát tại thành phố Hồ Chí Minh, với 200 F0 đã sử dụng thuốc. Lô hàng đầu tiên gồm 300.000 viên dự kiến sẽ về đến thành phố Hồ Chí Minh trưa nay ngày 23 tháng 8. Thêm 3.000 nhân lực y tế chi viện thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và Đồng Tháp. Trong số này, có 1.800 người đã có mặt tại 4 tỉnh thành nói trên từ tối ngày 22 tháng 8. Trong tuần tới sẽ có 1.150 người từ Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Học viện Y Dược Học Cổ truyền, Đại học Y Dược Thái Bình và Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ có mặt tại 4 tỉnh thành kể trên. Số nhân lực này sẽ được bổ sung cùng lực lượng lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ của thành phố. Bên cạnh đó, 8 bệnh viện trực thuộc Bộ đã lên danh sách cử 450 đến 500 y bác sĩ, kỹ thuật viên, chuyên gia vào thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và Đồng Tháp chống dịch.